Hello anh em đã đến với kênh Tôm Góc. Nay mình sẽ làm về mặt trôn thử vẹo anh em thử tí xe nha anh em. Anh em nhớ đón xem clip nha. Bây giờ mình bắt đầu vô việc luôn nha. Giờ là mình sẽ vết miếu bên đầu mình để thử vẹo tai nạn xe đồ á. Thử phản ứng của anh em thử ra sao. Anh em giờ nè. Rồi thử vèo anh em thử xem sao nha anh em. Bây giờ mình vác xe đồ để cho nó tinh nha anh em. Đó anh em. Vác vài vài nữa. Dạ nè, nó mình tình hiểu không anh em. Bây giờ mình bắt đầu nha. Mình sẽ đặt ghép máy bay. Anh em nhớ đón xem clip nha. Hello, xin chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi làm clip review trong thôn ái mình nha các bạn. Thôn cảnh thôn mình nha các bạn. Giờ đây là khung cảnh thiên nhiên của Bình Định mình nha anh em. Đây quê mình nha anh em. Cảnh đồng quê Bát Ngát nha anh em. Thấy anh em chinh cư đẹp nhất nha các bạn. Quá là đẹp luôn. Đây là vùng núi của mình nha các anh em. Vùng núi nè. Quê mình cái trồng lúa rất là đẹp nha. Tươi xanh rất là đẹp. Cái gì mà cánh như kia mày? Tao cũng biết nữa lại sao ngã vậy. Đi thử coi. Cái gì mà cánh của ai ấy? Ai ngã ấy? Để thử đi các bạn. Mà thấy mày biết cái gì không con? Tao cũng biết nữa, giống xì con tôm dữ. Ê, mày tới nhìn tôm mày. Đi luôn, lại thử mày. Lại. Dù anh em lại coi thứ nha anh em. A few moments later. Để giữ cái xe là vương lên. Mấy đứa không dậy. Mày đi đâu đây? Nặng quá. Vương giùm tao. Xe nặng quá. Giờ để nó đứng đây. Rồi tính xe. Đi qua. Kiếm không à. Ê. Con kiếm nó. Kiếm lên mày. Kiếm lên. Nặng quá. Nó bị sao vậy? Nó đi đâu vậy? Kiếm cánh nó. Không biết. Làm sao mà trượt trụ mẹ luôn luôn cố để trượt cái té mà. Mẹ đập nó. Đụng nó đụng đâu đó kìa. Đụng cái đầu nó kia. Coi dẫm nó coi. Dẫm mày. Không ăn đi. Chi nó bị hư nặng rồi. Thế cuốn mà. Chở đi chứ. Chở con kéo đi. Kéo cũng xì. Bây giờ đi để tay kiếm phải rồi gọi kiếm chi nó bị hư sao chú con biết nữa. Được ra ta. Cũng chi luôn. Nhanh đến nó chứ.
luôn. Chỗ chạy luôn chứ em mình chơi gì không biết. Anh. Anh lại nhưng coi á, mày đứa cái đầu trước nè. Đứa cái đùi. Đứa cái đầu đó. Chơi cho. Nặng quá. Vừa sao đi. Vừa sao. Bổ lên lưng tao. Ngồi đớn nó dạy bổ lên lưng tao. Bây giờ cái người nè. Bổ lên lưng tao đi khiến nó luôn nè. Nó chạy sao mà. Đi hết. Đổ 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 dạy lên lưng này. Mừng tao ơi, mừng xuống mệt quá. Má là tuần mày ơ. Má mừng thả xuống tả bực bự. Má ơi cái sao à. Nãy giờ mày chôn tao á. Ờ chôn mày ơ. Đây nè. Nãy giờ tao đẹp ghế quay nè. Nãy giờ tướng thiệt kìa. Nãy giờ tao đẹp ghế quay á. Luôn mắt hùng nặng như con trâu khi nó nấu à. Má 20 ký cho mày. Ờ đi cầu. Bừng người nó thả xuống à. Má tí xì nó kìa. Hồi nãy anh em chứng kiến mình nè các bạn. Ui nó vô hết toàn bộ luôn. Hồi nãy anh em thấy mình tới khi sao? Trời sao mày? Tụi tao đang quay cảm thiên nhiên đó chứ. Hồn giật hả? Mình à. Má thấy mày phát tụi tao giật mình tụi tao chỉ đi mà. Rốt hoàn nạn mới biết ai à bạn ơi. À. Má nãy tao cũng biết nữa tao. Nó nặng câu á. Tao thử mèo anh em á. Mày làm như méo rất đầy đường cho tao mất hồn. Hồi nãy tao đi quay cảnh thiên nhiên. Nãy tao phải chào chút đỏ tỏi á. Anh em thấy méo thiệt không anh em? Đứng như thiệt chưa? Méo chỉ đầy đầu hết. Bức á. Nếu các bạn ơi, mình xin kết thúc video không các bạn? Thấy các thấy, bạn thấy mình nhúng thiệt không anh em? Nãy giờ nó tưởng thiệt không chứ? Giờ mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một share và nhớ đăng ký kênh nha. Để cho tụi mình nhận thông báo từ tất cả các bạn nha. Chào các bạn. Chào các bạn.